Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Phi Hành Phim. What If tập 8 đã cho chúng ta chứng kiến sức mạnh vô cùng vượt trội của Ultron vô cực. Với sức mạnh thể chất ấn tượng cùng nguồn năng lượng gần như vô hạn từ 6 viên đá Infinity Stone, Ultron đã san bằng tất cả mà không ngán bất kỳ thế lực nào, dù đó là Asgard, quân đoàn Nova, Thanos, Captain Marvel hay thậm chí là cả The Watcher. Ultron khi sử dụng các viên đá vô cực đã thể hiện ở một cấp độ cao hơn rất nhiều so với những gì chúng ta thấy được từ trước tới nay. Vậy nguyên nhân lý giải cho điều này là gì? Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu trong video này nhé. Cơ thể của Ultron được làm từ kim loại, nó chính xác hơn là Vibranium. Chúng ta đã biết rằng các viên đá vô cực đặc biệt gây nguy hiểm cho các sinh vật hữu cơ, đến ngay cả Peter Quill là cơ thể nửa Celestial cũng gần như bị xóa toạc bởi sức mạnh của chỉ một viên đá. Giáo sư Hulk và Thanos đều gặp thương tích nghiêm trọng sau khi sử dụng găng tay vô cực. Tony Stark thậm chí còn mất mạng, mặc dù anh có nguyên bộ giáp hỗ trợ việc kiểm soát luồng năng lượng tuôn ra từ 6 viên đá. Trong khi đó, Ultron lại được tạo ra từ loại vật liệu cực kỳ tốt trong việc hấp thụ và phân phối năng lượng cường độ cao. Chúng ta đã thấy chiếc khiên của Captain America có thể hấp thụ và chuyển hướng năng lượng từ đòn tấn công của búa Mjolnir, cũng như bộ đồ của Chiến binh Báo Đen có thể lưu trữ và giải phóng lượng lớn động năng từ các đòn tấn công nhận vào. Tính chất này làm cho Vibranium có lẽ là sự lựa chọn tốt nhất sau Uru trong số kim loại để phân phối sức mạnh của những viên đá vô cực. Và nếu Ultron có thể phân phối toàn bộ sức mạnh của những viên đá mà không cần lo lắng về việc gây ra tổn thương cho cơ thể, thì về mặt lý thuyết, hắn có thể đạt đến sức mạnh cao hơn rất nhiều so với bất kỳ sinh vật hữu cơ nào từ trước tới nay. Về cơ bản, toàn bộ cơ thể của Ultron được coi như là một găng tay vô cực cỡ lớn để kết nối các viên đá, không cần phải nắm tay lại như Thanos. Từng phân tử Vibranium trên cơ thể Ultron luôn luôn hấp thụ và có thể khuếch đại năng lượng ra ngoài bất cứ lúc nào. Ultron đã từng nói như sau khi tạo ra cơ thể mới, Vibranium là thứ kim loại đa năng nhất trái đất, nhưng con người lại mang nó chế tạo thành đĩa ném. Rất có thể, Ultron đã giải mã được vật liệu và phương pháp khai thác tối đa sức mạnh của đá vô cực. Hắn thực sự biết cách sử dụng Vibranium hiệu quả hơn hẳn con người và trình độ chế tạo vượt xa cả những người lùn Thor. Giả thiết thứ hai đặt ra như sau, Ultron theo một cách nào đó có thể giao tiếp với các viên đá vô cực ở một cấp độ cao hơn và gần gũi hơn so với bất kỳ ai từ trước tới nay. Nếu để ý kỹ, chúng ta có thể nhận ra Thanos cũng dường như cực kỳ thành thạo trong việc sử dụng các viên đá mà không cần mất nhiều thời gian. Tồn tại một giả thuyết khác như sau, Thanos đã sở hữu viên đá Mind Stone trong nhiều năm trước khi trao nó cho Loki trong sự kiện Avenger đầu tiên. Và trong quãng thời gian ấy, Thanos bằng một cách nào đó đã giao tiếp được với Mind Stone và được nó dạy cho những hiểu biết về những người anh em khác cùng khả năng của chúng. Từ đó, Thanos mới biết trước được cách sử dụng chúng hiệu quả, để mỗi khi lấy được một viên đá mới, Thanos ngay lập tức có thể sử dụng chúng thành thạo, như thể một người có kinh nghiệm lâu năm. Nói cách khác, Thanos đã giống như người học trò của viên Mind Stone trong nhiều năm. Bằng chứng cho giả thuyết này là Red Skull sau khi trở thành người trông giữ cho viên đá linh hồn đã trở nên vô cùng thông thái và hiểu biết. Quay lại với giả thuyết thứ hai, có một điều quan trọng chúng ta cần phải nhớ rằng, một phần sự tồn tại của Ultron trực tiếp có được từ viên đá tâm trí, vì viên đá chính là thứ đã cung cấp cho Ultron ý thức. Vision cũng có thể giao tiếp một phần với viên đá. Tuy Vision không hoàn toàn hiểu viên đá khi nó cảnh báo cho anh về nguy hiểm, nhưng anh vẫn có thể sử dụng nó để bắn ra tia năng lượng và tự điều chỉnh mật độ cơ thể của chính mình. Trí tuệ của Vision được tạo thành từ nhiều lớp phức tạp. Jarvis, Ultron, Bruce, Tony và viên đá tất cả hòa trộn và học hỏi lẫn nhau. Tuy viên đá chỉ chiếm một phần nhỏ, nhưng nó vẫn là một phần vô cùng quan trọng. Trong WandaVision, chúng ta đã được chứng kiến Vision trắng khi không có viên Mind Stone, anh đã trở nên giống như một con robot vô tri hơn, thiếu hẳn đi nhân cách mà anh từng có trước đây. Điều này cho thấy, suy nghĩ và tính cách của Vision trực tiếp gắn liền với sự hiện diện của viên Mind Stone. Nói cách khác, viên đá tâm trí phần nào giống một thực thể sống có suy nghĩ hơn chỉ là một viên đá đơn thuần. Ultron trong What If và Vision trong dòng thời gian chính, về cơ bản được chế tạo từ các thành phần giống nhau, ngoại trừ sự có mặt thêm của Jarvis và các thuật toán đã được sửa lại trên Vision sau khi rút kinh nghiệm từ sự phản bội của Ultron. Điều đó dường như giúp cho Vision có tính cách nhân từ và ít nguy hiểm hơn, trong khi Ultron thì lại không bị ảnh hưởng bởi tính cách này. Nên nhớ, cơ thể của Vision là do chính Ultron thiết kế ra, nên chỉ có hắn mới thực sự biết cách sử dụng và kích hoạt hết tiềm năng của nó, trong khi Vision lại chỉ là sự nhồi nhét một cách vội vàng trong nỗ lực ngăn không cho Ultron sử dụng cơ thể này. Vì vậy, trong thực tại mới của What If, Ultron và viên đá tâm trí mới thực sự liên kết thành một. Chính mối quan hệ trực tiếp của Ultron với viên đá này đã giải thích cho sự thông thạo của hắn khi sử dụng chính viên Mind Stone hay 5 viên đá còn lại. Mind Stone là thành phần chính tạo ra trí tuệ và sự khôn ngoan của Ultron trong vũ trụ này, giống như là Mind Stone đang thực sự sống trong một cơ thể hoàn chỉnh. Mind Stone chính là Ultron và Ultron cũng chính là Mind Stone. Chúng ta thực sự đã xem những viên đá giao tiếp với nhau trước đó trong MCU, như khi khối Tesseract đã gửi đến cho viên đá linh hồn Soul Stone một vệ binh mới tên là Red Skull, hay khi viên đá tâm trí cảnh báo cho những người sử dụng về nguy hiểm sắp xảy ra liên quan trực tiếp tới những viên đá vô cực khác. Ultron có thể giao tiếp với những viên đá ở tầng sâu hơn bất kỳ người sở hữu nào trước đó, đồng thời cũng cho phép Ultron hiểu các viên đá ở tầng sâu hơn. Điều đó giải thích cho việc hắn hiểu được giới hạn và cách ứng dụng sức mạnh của các viên đá, từ đó sử dụng chúng sao cho phù hợp nhất với bất kỳ tình huống nào. Và đó là toàn bộ giả thuyết của mình về lý do cho việc Ultron vô cực lại có thể sử dụng các Infinity Stone
ở một cấp độ cao hơn rất nhiều so với bất kỳ ai chúng ta được thấy từ trước tới nay. Bạn có suy nghĩ gì về điều này? Hãy chia sẻ nó ở phần bình luận nhé. Đừng quên like, subscribe và bật chuông thông báo để ủng hộ chúng mình. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye!